Hôm nay là ngày 21 tháng 6. Mình có nhận được một phần cơm của Vietcourier, bao gồm hai cái khẩu trang nha các bạn, một chai nước lọc của Vietcourier, một khăn mặt của Vietcourier nha mọi người. Và đây là cơm. Cơm rất là nhiều nha. Một phần canh. Và đây là một phần kho. Tàu hủ, kho thịt. Rất là hấp dẫn. Qua đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn đến Vietcourier đã hỗ trợ mình trong những ngày dịch.